Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì ở những video trước thì mình đã từng đề cập là mình sẽ phun thuốc khai hoang ở trái này. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành phun thuốc nha. Thì ở đây thì hiện tại là không có nước sẵn nên mình phải đi xách nước cách đây khoảng tầm 2 km. Thì mình đã xách về sẵn rồi đây. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành hòa trộn thuốc và lắp ráp máy để đi phun nhá. Thì trái này thì có khá là nhiều tránh. Thì trong những cái mà diệt trừ tránh tốt nhất đó là muỗi. Thì đây, hôm nay mình đã chuẩn bị sẵn 2 bao muỗi rồi. Thì bây giờ mình sẽ phá muỗi nhá. Để sau xíu nữa mình sẽ trộn vào thuốc để phun. Một số như thế này thì khoảng tầm 2 phân số nước. Và mình sẽ tẩy đều cho tan muỗi ra nha. Vì thuốc cái sâu này là khá là độc nên bạn chú ý là khi hòa trộn thì các bạn không nên dùng tay trực tiếp để pha, mà các bạn hãy dùng một cái gậy. Mình phải chuẩn bị sẵn một cái gậy như thế này để trộn được. Muỗi đã tan hết rồi, chúng ta sẽ bỏ qua một bên. Sau đó chúng ta sẽ pha thuốc. Thì đây là chai thuốc khai hoang nhá, để diệt trừ tận gốc các loại cỏ dại, các cây dại. Bây giờ mình sẽ múc nước cho vào bình. Bạn chú ý là không nên đổ đầy đi nhé, vì xíu nữa mình còn đổ thuốc vào và đổ nước muối vào nữa. Các bạn đổ đầy quá thì xíu nữa các bạn phá thuốc và phá nước muối vào sẽ tràn. Cũng được 2 phân rồi đấy. Theo mình sẽ cho thuốc khai hoang vào nha. Thì đây còn bên siêu chưa từng bọc luôn. Mình sẽ chuẩn bị sẵn khẩu trang nha, vì thuốc này rất là độc, hạn chế bị hít vào. Này khó mở ghê, cứng quá. Mình sẽ cho một nắp đây. Mình sẽ cho một nắp rưỡi nhé. Bên như này thì mình cho khoảng một nắp rưỡi này. Các bạn lấy cái gậy này cho nó
đều thuộc vào nước này. Bây giờ đều thì mình sẽ múc khoảng 2 gáo nước này đổ vào. Nước này là nước muối nha. Sau đó mình sẽ vặn kỹ lại. Đây đây là cái vòi và mình sẽ lắp vòi vào nha. Lắm các bạn ạ. Vòi này mình sử dụng tay phải nên mình sẽ để bên phía tay phải. Bây giờ mình sẽ lắp cái dây đen vào. Nặng lắm các bạn ạ. Ở phía sau này là sẽ có một nút điều khiển này. Mình sẽ bấm cái nút này. Đó, là chìa khóa xe ra này. Vòi này nó bị rò rỉ ở đây này. Cùng mình đã thử hiệu quả này.
mình đã hướng dẫn các bạn như vậy rồi. Bây giờ tạm thời như vậy thôi nhá. Còn mình sẽ tắt máy và mình sẽ đi bơm. Hẹn gặp các bạn ở những video sau nhá.